Quy Đông, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong ban điều hành tổ chức buổi lễ giỗ ông năm 2024 năm nay, do nam nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ Dũng Thanh trưởng đoàn Sài Gòn 3 và nghệ sĩ Hiệp Thành đồng tổ chức chương trình văn nghệ, xin được phép bắt đầu. Thay mặt nhóm cà phê sáng thứ bảy hàng tuần do nghệ sĩ nhân dân Minh Dương thực hiện, xin hân hoan chào đón toàn thể vị quan khách với văn nghệ sĩ với lời chào thân thương và trân trọng. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã dành chút thời gian quý báu đến dự buổi lễ giỗ tổ ngành sân khấu cải lương năm 2024, thắm đượm nghĩa tình với nhóm nghệ sĩ của anh em chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị là niềm vui, là niềm vinh dự lớn cho nhóm cà phê sáng thứ bảy hàng tuần của nhóm nghệ sĩ anh em chúng tôi. Trong buổi lễ đón tiếp không tránh khỏi phần sơ sót, nếu có điều chi thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình bỏ qua cho. Xin được kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và trân trọng kính mời nam nghệ sĩ nhân dân Minh Dương bước lên sân khấu. Tiết mục, những tiết mục sau đây, một là để dâng hương, dâng hoa lên cho tam vị thánh tổ để tưởng nhớ những bậc nghệ sĩ lão thành đã quá cố và những nghệ sĩ kế thừa đã có công đóng góp cho nền sân khấu cải lương Việt Nam nói chung và sân khấu Việt Nam nói riêng, cho nhóm nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, nghệ sĩ Dũng Thanh và nghệ sĩ Hiệp Thành đồng tổ chức. Tổ nghề khác nhau, ví dụ mà phạm tiền
Việt Nam. Đây cũng là bản tổ đầu tiên của ngành sân khấu Việt Nam. Hai là ông Liêu Thủ Tâm, tức là ông Đào Linh, là các vị tổ của sân khấu Tuồng. Ông Tấn Hữu Định sinh năm 1896, mất năm 1932, là ông Tổ Cải Lương. Ông Nam Tú, tức là ông Châu Nam Tú ở Mỹ Tho, cũng là người được là công công nhất trong việc xây dựng lối hát cải lương buổi ban đầu. Từ năm 1916 đến nay đã có 106 năm trong ngành sân khấu. Trần Đại Phú, Hồng Diễm, Ngọc Diễm,
thiết kế Trịnh Thiên Tài, là cùng gắn bó với nhóm anh em nghệ sĩ Cà Phê Sáng thứ bảy Thanh Tươi với nhóm nghệ sĩ Nhân Dân Minh Dương Thực Hiện. Xin các trân trọng kính chào các chị bác sĩ, bạn bè thân hữu với anh hai Minh Dương cũng đến đây, anh Khanh Tiệm Vàng Kim Lý, các chủ doanh nghiệp cũng như chị Dung, hãng phim Đàn Đông, Hoa Bảy, nghệ sĩ Gia Bảo và chị Kim Nga, nhóm từ thiện Ấm Nguyệt, Bạch Kim Tuyết. Cảm ơn toàn thể anh em nghệ sĩ Nhân Dân, nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ hải ngoại và các doanh nghiệp và tài tổ hôm nay. Kính mời chính kính chào gia đình phái đoàn của anh ba nghệ sĩ Thanh Hùng từ Tiền Giang, từ Mỹ về cùng hội ngộ đây. Kính mời trân trọng kính chào chị Lệ và cũng là phu nhân của nghệ sĩ Minh Phương, từ Mỹ cũng như hội tụ về đây rất vui. Trọng kính chào các vị trưởng đoàn, nghệ sĩ Dũng Thanh, nghệ sĩ ưu tú Dương Thanh và cùng với các nghệ sĩ chuông vàng vọng cổ đã có mặt tại hôm nay. Và kính trân trọng kính chào nữ nghệ sĩ Mông Tuyên, tài tử điện ảnh. Trân trọng kính chào chị nghệ sĩ Kiều Tiên và phu nhân của cố nghệ sĩ ưu tú Minh Phục. Và trân trọng kính chào chị Liễu, chị Năm Liễu, phu nhân của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Chào cô Dung An An cùng với cô Dung Thủy Sản cũng mặt về dự hôm nay. Cũng trân trọng kính chào anh nam nghệ sĩ Tài Vũ Vũ cũng có mặt hôm nay. Và xin kính chào bạn Tuấn, ông Dương Minh Tuấn. Nghệ sĩ đàn anh Thanh Viễn Sơn cũng có mặt hôm nay. Trân trọng kính chào ca nhạc sĩ Thái Hùng cũng vừa mới đến. Chào nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm và chào nhà doanh nghiệp Thảo Sơn cũng có mặt hôm nay. Chào doanh nghiệp Người Bạn Đường tóc tóc dài cũng có mặt hôm nay. Chân thành cảm ơn. Bạn xin chào đón nghệ sĩ Nhân Dân Phượng Loan cũng có mặt hôm nay. Thank you.
niên 70 cũng có sự hiện diện của chị hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thank you.